thì hôm nay Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Thì đấy là thầy là đó đầu tiên thì Tiến xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà, chúc cả nhà gặp mới thật thành công và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống ở cả nhà ơi. Thì hôm nay Tiến cũng tiếp tục đi xong cả nhà, mà sáng sớm mới nói giờ này Tiến đi khoảng tới 10 giờ cả nhà mới phát hiện ôm đầu tiên thôi ống trên đó đó cả nhà. Xíu Tiến quay cho nhà xem, nói cả nhà biết ha, trời trời nó lạnh cả nhà, từ sáng giờ Tiến run quá chân, Tiến đi mà Tiến túm nè, tại vì lạnh quá cả nhà, không biết sao giờ dạo này gần Tết cả nhà gió nó thổi không biết gió kiểu gì mà lạnh lắm, gió mà mưa lâm râm lắc cắt xuống á, kiểu như tiết ghê vậy cả nhà. Nó lạnh nội mẹ ơi. Tiến đâu, Tiến đó Tiến đi thì bằng một cái áo một cả nhà, quen rồi, không bao giờ Tiến bằng cái áo thứ hai nha, ít khi lắm. Thì tới đây Tiến vừa phát hiện được ổ nè, thấy cái đầu mặt thấy nó cũng phì cả nhà, gió lạnh cái này không biết ông có vô mặt không, mà vấn đề đó Tiến cũng chưa biết nữa. Giờ Tiến để Tiến chuẩn bị chùm đầu lên nắp cả nhà, thì cả nhà cũng thấy đó, giờ vô cái mùa này ông nết mặt cả nhà, không biết sao tại vì năm nay lạnh quá cả nhà, không biết sao năm nay gió thổi lạnh quá, cộng thêm giờ đồng nghiệp quá nhiều với ai nè cả nhà. Cả nhà thấy ở vòng Phước Phước cái tỏi chuối không cả nhà, để Tiến leo Tiến quay cho nhà xem cận cảnh ha. Ấy vòng cũng được, không bự mà cũng không nhỏ cả nhà, không phì, hy vọng là kiếm nửa lít mặt nghe nha. Thì ông mùa này mọi người xem cũng thông cảm cho Tiến nha, ông mùa này nó mặt ít kia nha, cũng nhiều, mỗi năm là thời điểm này là mặt là gặp ổ là chắc ăn cầm lít giữ tay cả nhà, ít mặt rồi đó, còn nhiều là trung bình nhiều. Sáng ngày Tiến rảnh Tiến ngồi Tiến bó gọi nè cả nhà, còn nếu mà ông mà tệ lắm phải ba xì mặt là ổ nhỏ cả nhà, ổ lớn là từ lít giữ, còn năm nay là gặp của ông bự nhỏ vẫn biết cứ cầu nửa lít là mừng cả nhà, tại vì năm nay sao mà ông vô yếu mặt hả Tiến, Tiến cũng không biết nữa cả nhà, tại lạnh quá hay sao không chừng, thời tiết giờ lạnh quá. Lại năm nay nói cả nhà biết ha, anh em cắt dữ lắm luôn cả nhà, cắt một cái lông thằng luôn để tìm được cái ổ zin đấy. Cái lông mà chưa cái này anh em là cắt cả nhà, quay cho cả nhà xem á, nó khó hơn gì nữa. Trời ơi mày, gà là cả nhà, quấn tiếng rồi đó, gió mà cũng thun đúng không anh. Cái kéo cái bằng mặt năm kìa, cái quýnh cái mặt năm à. Con này đóng vừa ngày nha, chưa thấy một mặt nó nổi rồi, có mặt đây nha, chết rồi, thấy có rồi đó. Đánh tiếng quá nha, mùa nóng hung quá. Đâu mà không được cái nha, ở lít ba sĩ đánh hoài không anh, cái nhà cũng thấy á, ông mùa này hung có ghê không, gọi đó mà gì đó, gọi sao vừa. Mặt đảo quá cái nha, quay chắc thử ba sĩ mặt rồi khỏe nha, nhiều khi thấy ba sĩ xiên rồi đó. Để Tiến quay mặt cho nhà xem ha, tại vì ông ấy chạy cái này cũng tranh thủ cắt rồi nha, quay xương xương cho nhà xem cái. Ôi nhìn thấy mặt không, quá đã không cả nhà ơi, phê ha.
đây cho nhà xem. Đó cái nhà thấy không? Nước không nữa nha. Ủa mặt đỏ ống luôn, đã lắm cái nha. Ủa ông này giờ phản cứng ngày nữa nha, phản cả 20 ngày, hầu lẽ 20 ngày thôi chứ không nhiều đâu cái nha. Quá đã cái nha. May mắn. Để bao đầu tiên thấy có vốn một cái nha. Đó. Thôi cái nha. Thôi. Bây giờ mà gặp được ngỗ này là quý lắm nha. Thôi bắt cái nha. Đi mừng cái hết lớn. Đánh nữa ông nội ơi. Ba mũi vậy. Người tiếng nhìn thủ cắt nha. Quấn quá. Chịu không nổi với nó đâu. Quấn lỗ tài chứ quá. Sợ nó quấn cái giò tiếng. Dạ. Chịu nổi không lại đi. Cái lít mặt luôn á, có gì với cái lít đó nha, tính khác mà cũng được, lít mặt cái gu á. Lít mặt á, được cái nha, có độ dày. Lít khỏe nha. Nặng. Quá đã. Quá phê anh em ơi. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ ông có đánh hoài. Biết phê không chứ thấy phê với nó rồi đó. Vừa cái này mà nó cũng đánh là khó gì ghê không. Thôi suốt anh em. Cả nhà ơi. Không có gì quýnh quá quýnh. Diễn nổi với nó luôn. Nó đi giỡn nó phải mệt rồi. Nó lít mặt đó nha. Để tính 3 xị gì đó. Lít vậy rồi. Cũng như cầu mông rồi đó nha. Trời đi. Quá ấm rồi. Mặt quá đẹp đó nha. Nóng anh đỏ chét. Mình vô lại còn bắt còn thôi. Quá đã thì mặt quá sướng. Này cái nhà ơi, hành quả nè. Thằng quả có một tiếng vừa bắt xuống nè cả nhà. Ồ, mặt nè. Màu mặt đó nè cả nhà. Trời nó đã không nè, còn hôm qua nghe, thử tiếng lọc hôm qua lại cho kỹ kỹ nha. Còn miếng con nó lọc con lại cái nó là xong. Bỏ bọc đó nha. Nó. Thì cả nhà nào cần mong thì liên hệ tiếng ha. Thì số điện thoại tiếng để với phần bình luận nha. Cả nhà ơi, tiếng đi bắt đi săn bắt mỗi ngày vậy nè. Lúc nào có mặt về giao cho cả nhà nha. Cả nhà đừng có lo ngại là tiếng hết mặt không nha. Rồi tiếng đi tiếp cả nhà, gặp ổ tiếng quay nữa mà cái nhà đồng hành cùng tiếp vô cái nhà. Chỗ này phải lội nha cái nhà. Ôi ngay chỗ này đi nha. Chỗ này thì tiếng test ổ này cũng ổ đầu tiên cả nhà ơi, chứ chưa biết là nó có mặt hay không nữa. Không nói trước được, phải vô mùa chính hiệu nó là tiếng dám khẳng định ổ nhiều mặt chứ mùa này thì tùy ổ cả nhà. Còn khi nó bự và bá thì chứ chết quớt rồi cả nhà. Bự thiệt cái nha, không bự hình dung. Đóng nút lùm luôn đó nha. Khá lớn. Đi ráng đi.
ngồi vô. Chân mà kia, có ổn không? Chân mà kia. Dây hai bịch luôn. Cái đường mòn đó mà. Nó nhỏ nè. Chứ lo là anh em hơ rồi đó nè. Dướng cây lum nha nha, thông cảm tiếng nha. Hơi bịch cái nha. Quá trời ngon, thay nó mát. Ông nội ơi. Nhất này phải rồi. Ông thì bệnh ngay. Xin để cái đội đâu rồi. Đặt đi. Vừa tới nó đã gà rồi nha. Hùng này hung nha. Không biết sao lấy anh viện cho nhà xem đó nha. Nó giận ớn quá. Kệ đứng ngã đó nha. Bú gà đó nha. Con này không biết mặt khủng đây. Lớn cũng khiếp. Là mét mấy kia nha. Hồi lên bắt nè. Gà. Núp lùm hả? Mấy cái kèo núp lùm này con bầu ưa tìm ra lắm. Tại con bầu chui ra. Kèo đứng trời ôn bị. Hôm này nửa lít. Đây nó bự người vô mùa mặt nó dữ nha. Mùa này thì chỉ dám nói vậy thôi. Còn mới đóng nữa. Mặt ra đây cũng khô nha ông anh. Vô buồn lắm nha. Chỉ thấy con mặt đó là cái con mặt nhỏ là nó bự rồi. Ồ, kiếm nữa được nha. Chứ không dám bẻ gì nhiều nè. Nóng kính cái này bẻ quá anh em thấy nha. Con gì có bắn tiếng bật cái gì hết không? Để ở đây xin thương tiếng quay cho cả nhà xem cái. Ủa, mặt cũng được, ông nội ơi. Chắc kiếm xị nữa đó nha. Xị dữ nữa. Ông lớn hết hồn mình dở lắm. Đây không? Cái khu vực này nó chưa vô hoạt không nữa nha. Đó. Để tiếng quay cái này. Chí vô cho nhà xem. Đó. Rất tàn luôn, vô tay đó nha. Hơi bịch cái nhà thông cảm một tiếng nha. Có sơ sót thì cái nhà thông cảm. Nó chỉ được vậy thôi cái nhà ơi. Thổ bự lắm đó nha. Cái nhà nhìn nè. Nhìn cái gì? Cái nhà nhìn biết thấy không á. Ồ. Nó kéo tới dưới nguồn lớn rồi nha. Cậy đi. Ít thì giờ ít. Để vài bữa nó vô mặt mạnh như tính á. Không biết tới đó còn không ha. Thôi anh xui đi. Nó có duyên với mình thì sao tính á. Này coi như mình cũng có duyên nữa nha. Cái ông bự dài muốn bằng mình luôn đó nha, thấy đó. Cái nào đứng đâu anh ơi. Không có chỗ đứng luôn đó nè. Đi cắt luôn cái nha. Thì mấy cây nó khó bắt cái nha, không cảm tiếng nha, không thấy khó gì mà tiếng nó. Nó bịch cái nha. Núp mà. Nó lúc lùm lúc nào nó bịch cái nha. Nửa lít không đây. Nó không biết có độ dày không nha. Ừ, được rồi, vững bọc luôn. Dở thiệt cái chơi vừa lúc nào cũng vậy. Trời ơi. Xị gì cả nhà, xị hơn. Ôm cái mền. Cậy đi. Sao tính để anh che lại cho chú nha, để tôi che lại cho con bò ha, cho nó bịt lại cho bà ơi. Mình đừng che cho đồ mặt quá đó nha, che đồ mặt nó không làm đồ mặt luôn, dưới
kê bẻ ra luôn được rồi. Để che quá nó không làm được mặt cái nha. Thôi xuống nha. Đi tìm chỗ khác. Tháng giờ phải khởi hành buổi sáng chắc cũng được. Tay chân buổi sáng được cục mặt gì được cái nha. Rồi lên cái nha. Hy vọng là ổn lần cũng mặt nha. Chứ thấy nó no no đó, không biết khu này mặt vô mạnh yếu thì tiếng chưa biết. Chưa ớt lửa nào hết nha. Đồn cái nha. Sáng anh em đi rồi, có 10 giờ rồi. Mới đóng nha, cũng có mặt cái nhà chắc xị dữ á. Lấy phì đây nè. Ồ, được xị mặt đó nha. Cũng trọng mặt, mặt yếu nha. Về ngay cầu cũ nè. Yếu nha. Rồi khu tiếng giờ mặt nó không có mặt nữa kìa. Nó vô yếu xìu à. Nè cả nhà. Đó, vỡ nè, cục mặt lớn cái nha. Đó. Ủa cũng trọng cái nha thấy không? Mặt cũng lớn đó. Đó, ổ kia mới đóng mà chắc cũng có mặt gì đâu. Hôm nay đóng những ngày mà mặt yếu xìu rồi. Thôi kệ đi cái nha. Dưỡng kia lại đi. Giờ tiếng leo cũng nổi, nó bụng chết. Không có pháo luôn đó nha. Có bột chà bá gì. Mặt có xíu à. Xuống lại em được xuống bánh lại từ cao cao là lộn cho ăn đó nha. Không, cái này nó cứ hung như nó cũng xuống nè. Bánh rửa tài đi. Cũng vô mặt lùm vậy. Dữ ta. Nó tới này cả nha. Tí xíu nó lên lại lại đây tiếp. Đi cái vòng đó. Bù tiếng hì hì quýnh. Thôi tiếng đi nha cả nhà. Thôi khác tiếng quay nha cả nhà xem nữa.